Chào bạn, tôi là Michael lại. Tôi đang nói chuyện với bạn từ Seattle, Washington ở bên Mỹ. Thì để mình giới thiệu chút xíu về mình đó, là mình đi ra khỏi Việt Nam từ năm 1989. Thì mình đi qua Trung Quốc. Ở đó nửa năm và coi như là đi sang Hồng Kông ở đó cho đến 3 năm. Thì tới năm 1991 thì mình chuyển qua Philippines. Lúc mình sang Philippines thì có những cái chương trình cho di cư từ Việt Nam, chương trình gọi là chương trình ODB, tiếng Mỹ gọi là Orderly Departure Program. Thì nó dành cho những cái diện giống như là diện cho HO và cũng như là diện cho con lai của Mỹ, tiếng Mỹ gọi là Amerasian. Thì lúc đó thì năm 1993 thì sau khi mình sống ở trại tị nạn và coi như là định cư sang Mỹ đó, thì mình định cư tại thành phố Seattle, tiểu bang Washington. Đó, thì mình đã ở đây từ 26 năm. Mình vào trong cái ngành làm về bất động sản đó, từ năm 2008. Như vậy thì mình đã hoạt động trên 21 năm trong cái ngành địa ốc này, từ một người buôn bán bất động sản rồi. Sau đó mình trở thành broker owner, thì mình mở công ty buôn bán bất động sản ở tại thành phố Seattle gọi là Windermere. Thì cái hệ thống franchise system ở đây thì mình đã trong cái quá trình mà hoạt động đó thì mình đã hoạt động và phục vụ cho trên 3.000 khách hàng ở bên Mỹ. Thì công ty cũng có thêm công ty cũng lo về vấn đề buôn bán bất động sản, và công ty của mình thì cũng có làm về công ty của mình cũng có làm về cho vay tiền mua nhà đó. Thì và cũng như là công ty đầu tư thì tụi mình chuyên lo về cái vấn đề bất động sản, về khách khách sạn và coi như là nhà single family home, tiếng Việt mình nhà biệt thự cũng như là chung cư và khách sạn và retail địa ốc. Thì năm năm 2006 đó, thì mình khám phá cái chương trình về đầu tư EB-5. Thì lúc đó mình làm việc cho một trung tâm vùng ở bên Seattle, Washington, là coi như là đại diện cho trung tâm vùng đó để tìm khách hàng ở bên Trung Quốc cũng như là ở Nhật và ở Nam Triều Tiên và các nước. Thì mình đã hoạt động trong cái ngành EB trong trong cái ngành trung tâm vùng này cũng khá là lâu, trên 12 năm. Thì hiện tại đó mình là chủ của dự án Seattle Modern Living at Redondo. Và cái trung tâm vùng của công ty đó là US Asia Pacific, thì là cái trung tâm vùng được chính phủ liên bang chấp thuận. Hôm nay thì mình chia sẻ với bạn về một cái chương trình đầu tư và một cái dự án mình có một cái cơ hội làm việc với lại ông Mike Maddox. Thì trong trong cái quá trình mà phục vụ cho trong cái quá trình phục vụ cho khách hàng mà đầu tư vô Mỹ để mà lấy quốc tịch đó, thì tụi này đã giúp trên 477 người có thẻ xanh, và trên 50% tổng số những cái khách hàng mà đi định cư vô Mỹ thì đã nhận được quốc tịch. Thì hôm nay mình chia sẻ với bạn một cái dự án. Thì cái trung tâm vùng của mình á là US Asia Pacific đó. Thì công ty đại diện ở Việt Nam
là có văn phòng ở Hà Nội cũng như là Sài Gòn, thì để mà coi như là để giúp cho đồng bào mình phát triển và đầu tư sang ở bên Mỹ. Thì hiện tại văn phòng nằm ở Sài Gòn, ở tại văn phòng Sài Gòn của văn phòng Sài Gòn thì nằm ở Landmark 81, ở bên chỗ 26 số 28 Nguyễn Hữu Cảnh, phường 12, quận Tân Bình. Đó, thì văn phòng Hà Nội đó thì nằm ngay chỗ gần một số 119 Trần Duy Hùng. Thì nếu mà các bạn có tất cả những cái câu hỏi gì về làm như thế nào mình công ty của mình có thể giúp cho bạn, và cái đội ngũ anh em của mình có thể giúp được cho bạn, để mà như là giúp khách hàng của bạn mua bất động sản ở bên Mỹ, và coi như là cũng có thể là một cái chương trình rất là tốt. Nhưng mà không những mà mua bất động sản với lại cái lợi nhuận nó tốt, mà cộng thêm nữa đó thì mình có thể lấy được cả một mình có thể nộp đơn và mình xin lấy mình lấy visa thẻ xanh và quốc tịch Mỹ ở đây cho gia đình và con cái. Thì cái trung tâm vùng á, thì được chấp thuận bởi chính phủ là được bởi chính phủ liên bang là nhà USCIS Immigration Services. Thì trên thì cũng như thấy đó là cái trung tâm vùng của tôi này đó là có được chính phủ liên bang chấp thuận, và mình có nguyên một cái ID. Thì cái phần quan trọng nhất á, là của bạn đó, là khi mà bạn vô làm nộp hồ sơ vô để mà lấy thẻ xanh, lấy quốc tịch đó, và bạn đầu tư vào một cái dự án, thì việc đầu tư bạn phải quan trọng nhất á, là phải cái trung tâm vùng phải được chấp thuận bởi chính phủ liên bang. Nếu không hồ sơ sẽ nếu nếu hồ, nếu hồ, nếu không hồ sơ sẽ không có được chấp thuận, và cái dự án cũng phải được chấp thuận bởi chính chính phủ liên bang luôn nha. Thì cái thì nước Mỹ thì giống như là bạn thấy rồi đó, thì cái thị trường ở đây thì rất là lớn, 50 tiểu bang. Còn riêng về tiểu bang của riêng về cái dự án XML at Redondo, thì cái công ty hiện tại đang nằm ở Seattle, Washington. Thị trường Mỹ thì rất là lớn. Thì tuy nhiên mình biết là hiện tại tuy nhiên thì mình biết là có nhiều bạn ở Việt Nam cũng có thân nhân ở bên Mỹ, nhưng mà đa số những người họ ở trong những cái tiểu bang ở Việt miền ở ở Seattle, Washington, San Jose, cũng như là New York, Texas và những cái tiểu bang Florida. Nhưng mà tiểu bang của mình thì nằm về miền Tây Bắc Hoa Kỳ, mình cách Canada 2 tiếng, và coi như là cái gọi là cái điểm chính của Pacific Rim là đi qua Á Châu nhanh nhất. Và bởi vậy cho nên tỷ lệ cái lượng người Việt sống ở tại Washington thì mình có trên 240.000 người sống ở bên Mỹ, và hiện tại thì có trên trên 2 triệu người sống ở bên 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 Mỹ này. Thì mình có cái mối quan hệ về trung tâm vùng với lại đối tác của mình là anh Mike Maddox. Anh rất là anh làm Mike có rất là nhiều kinh nghiệm trong cái lĩnh vực về EB-5, và coi như là có làm chủ rất là nhiều trung tâm vùng và dự án đã giúp cho khách hàng của mình. Thì cái Mike với mình là một một hai là một trong hai đối tác của công ty mà mang cái công ty thành tạo ra cái công ty XML Redondo tại Seattle, Washington. Thì hiện tại công ty có trên 1.200 căn hộ, và coi như là 300 cái khách sạn, là những cái dự án đầu tiên mà có thể đưa vô để mà đưa vô xây dựng, để rồi xây dựng và cho ra hoạt động. Thì cái trung tâm vùng thì được chứng chỉ chấp thuận bởi sở di trú và cho hoạt động trong nhiều ngành khác nhau, nhưng mà cái ngành địa ốc vẫn là cái ngành chính ở đây. Thì trung tâm vùng của mình là thiết lập cũng khá lâu đó. Thì cái sở dĩ mình nói là USA Pacific là giống như là cái cầu để nối những nhà đầu tư những nhà đầu tư để mà làm một cái bước cầu để mà đi sang Mỹ rất là thuận tiện.
rồi chứng chỉ của chứng chỉ của trung tâm vùng thì được chấp thuận bởi chính phủ liên bang và được sở di trú ký và chấp thuận. Thì đầu tiên hết là mình phải coi cái chương trình đầu tư, thì có nhiều cái chương trình đầu tư di dân. Nước Mỹ thì lúc nào cũng nước Mỹ lúc nào cũng là một nước luôn, cái nước Mỹ thành lập từ cái ngày lập quốc đầu tiên vẫn là một cái nước quốc gia là của di dân. Thì có nhiều chương trình di dân khác nhau họ di dân vào Mỹ. Đó, thì giống như mình và đa số là những cái người 2 triệu dân, 2 triệu người dân ở bên Mỹ đó, thì đi theo diện mình thường thường là mình đi vượt biên, hoặc mình đi theo cái diện là gọi là HO, humanitarian operation, chưa có gọi là diện HO, và cái diện ODB thì Orderly Departure Program. Thì nói chung lại trong vòng từ trong vòng 45 năm á, thì người Việt của mình di cư sang đây á, thì di cư trên 2 triệu người. Thì có một cái chương thì có nhiều cái chương trình khác nhau về đầu di dân vào Mỹ, nhưng mà hiện tại mình chỉ có mình đang nói với bạn là cái chương trình đầu tư EB-5. Đó. Thì chương trình đầu tư EB-5 là cái gì? Nó gọi là Employment Based Investor Program. Đó, thì coi như là cái chương trình này để cung cấp cho những thương gia nước ngoài đầu tư vào Mỹ, để mà cái số khoản đầu tư đó thì chi vào trả vào những cái dự án để mà tạo dựng ra cái công ăn việc làm cho người dân địa phương ở đây. Thì chương trình này của Quốc hội chấp thuận từ năm 1993. Thì khi mà năm 93 nó ra đó, thì mình khi mà mình làm việc sau một thời gian á, thì với lại tại vì cái mình rất là mong muốn để mà giúp cho người Việt của mình, những thương gia của mình phát triển qua bên nước Mỹ, thì cái cách này là cái phương pháp này mà di cư vào Mỹ thì mình nghĩ là tốt nhất ha. Thì mỗi năm như vậy đó, cái chương trình EB-5 này nó có 10.000 cái visa nó để cho người ta di cư vào Mỹ đó. Thì cái thường thường gia đình đó, thì phải là con cái dưới 21 tuổi là sẽ mình nộp hồ sơ, và sẽ nộp hồ sơ sau khi mà chứng minh tài khoản và coi như là nộp hồ sơ vô đó, thì hồ sơ 526 thì khoảng 9 cho tới 18 tháng đó, thì sẽ lấy họ sẽ nhận được visa. Mình với lại My Medic và công ty á, thì trong cái quá trình phục vụ cho trên 477 nhà đầu tư vô Mỹ đó, thì tụi này có một cái track record, có một cái danh sách là như là hồ sơ mà đưa vô đó, thì hồ sơ mà đưa vô là cái như được chấp thuận 100%, không có ai được bị bác bỏ hết. Đơn giản là tại vì tụi này có một nhóm về luật sư và coi về giấy tờ, họ làm việc rất là hiệu quả mà rất là tốt, thành ra cung cấp những cái thông tin và coi lại những hồ sơ cũng như là coaching và cũng như giúp cho khách hàng để mà đạt được cái kết quả tốt nhá. Thì thành ra từ cái chỗ đó mình rất là vui, mà rất là mong muốn để mà coi như là giúp cho anh em, giúp cho những người bạn của mình, giúp cho những cái đối tác của mình coi như là có thể đi qua Mỹ một cách đầu tư vô Mỹ và lấy quốc tịch một cách rất là dễ dàng. Yeah. Thì chương trình của Quốc hội từ năm 93 thì giống như bạn thấy đó, thì cái chương trình này hiện tại nó đầu tư trên 8 tỷ đô vô trong cái chương trình này, thì nó tạo dựng công ăn việc làm cho rất là nhiều. Thì Quốc hội đưa vô cái chương trình này, nó gọi là Immigrant Investor Program, thì gọi là Regional Center. Thì là cái Regional Center, bắt buộc phải có Regional Center, tại vì Regional Center là nằm giữa, là một cái công ty, thì cái để mà chính phủ liên bang chấp thuận, để mà phụ giúp, gọi là facilitate cái việc coi như là tạo dựng ra công ty, tạo dựng ra dự án, tạo dựng cho việc làm, và coi như là đưa người nước ngoài vô đầu tư ở Mỹ. Thì Regional Center là đóng cái vai trò rất là quan trọng trong cái việc đầu tư di dân. Chương trình đầu tư di dân này đó thì là nó là được là việc đầu tiên đó, khi mà nhà đầu tư mà đầu tư vô Mỹ là phải đầu tư vô 900.000. Thì bạn cũng biết rồi đó, sau cái ngày mà 21 tháng 11 năm 2019 thì Bộ Sở Di trú đã cái như Sở Di trú và cái Department of Homeland Security thì người ta tăng cái giá
Tăng cái giá đầu tư từ 9, từ 500 ngàn lên 900 ngàn. Đó, thì nó phải đầu tư vô trong một cái khu vực trung tâm vùng được chấp thuận bởi sở di trú, thấy không? USCIS. Và cái số tiền mà đầu tư vô trong cái trung tâm vùng đó là cái số tiền phải được chứng minh minh bạch rõ ràng nguồn tiền từ đâu ra. Cái đó là quan trọng. Cái đó là đặc điểm rất là quan trọng. Và cái khoản đầu tư phải tạo ra trên 10 cái công ăn việc làm. Thì mình nói là 10 cái công ăn việc làm, gọi là 10 cái công ăn việc làm trực tiếp hay là gián tiếp. Nhưng mà trong cái trường hợp nếu bạn đã đầu tư vô trong khu trung tâm vùng vào dự án đó, thì là những cái công việc làm này là những cái công việc gián tiếp ha. Thì số tiền mà bạn đầu tư vô trong trong xóm, trong cộng đồng ở bên Mỹ đó, thì cái số tiền này đó là phải được, với điều kiện là số tiền phải be at risk, có nghĩa là thì đầu tư phải có rủi ro nha bạn. Nhưng mà trong trường hợp đó, giả tỷ như mà thì đầu tư nó có phải rủi ro, thì bởi vì cái nhiệm vụ của bạn là phải chọn lấy dự án, chọn lấy trung tâm vùng và chọn lấy một cái đội ngũ lãnh đạo cái dự án và cái trung tâm vùng có kinh nghiệm nhiều nhất đó, thì phải có, chứ không thể nào mà bạn sẽ đi qua một cái phải cái chuyện này là cái chuyện tối quan trọng với lại thân chủ và cũng như là các bạn làm về bên môi giới bất động sản, phải không? Thì quan trọng nhất là phải quan trọng nhất là phải chọn cho đúng dự án, chọn cho đúng trung tâm vùng, chọn cho đúng cái ban lãnh đạo về dự án và trung tâm vùng, phải không? Và chọn cho đúng cái văn phòng luật sư Việt Mỹ để mà coi như là đi qua cái vấn đề này. Thì là cái đó là qua mình, cho dù bạn có bạn muốn đầu tư vô trong cái trung tâm vùng của mình hay là trong cái dự án của mình hay là bất cứ những cái dự án nào hay là trung tâm vùng nào cũng vậy, thì bạn cũng phải là kiểm tra cho nó thiệt là kỹ lưỡng nha. Thì cái đặc biệt của đầu tư EB-5 là coi như là thay vì những cái chương trình khác là bạn phải bỏ tiền vô, mình bỏ vô một, nếu mà không phải là EB-5 thì cái con số của nó đầu tư là 1.8 triệu, thì bạn phải mua bất động sản, bạn phải mua công ty, rồi thiết lập công ty bên đây và tạo dựng công ăn việc làm. Nhưng mà cái công ăn việc làm bây giờ nó cũng phải là 10 công ăn việc làm. Công ăn việc làm của đó là về direct, là bạn phải trực tiếp để mướn cho được 10 người cho cái công ty của mình bên đây. Thì số tiền nó tăng lên gấp đôi và nó... Tại vì mình cũng là người Việt với nhau đó, thì mình nghĩ đó, khi mà đi sang Mỹ mà đầu tư đó, rồi mình không biết tiếng Anh, rồi luật pháp ở đây, luật pháp về lao động, rồi marketing, rồi kiểm tra nhân viên, rồi lo đủ thứ. Tại vì mình cũng là 30 năm nay mình cũng là dân làm thương mại không thôi. Thì mình nghĩ là qua đây mở một cái công ty rồi thiết lập 10 công ăn việc làm và quản lý để mà giữ được kia, để với cái mục tiêu của mình để mà lấy thẻ xanh, lấy quốc tịch thôi á, thì cái lời mình nghĩ là cái lời khuyên của mình là nên không nên đi theo cái chương trình đầu tư của trung tâm vùng ha. Thì cái đó thì mình nghĩ là nó rất là quan trọng đó. Thì tránh cái trường hợp mà coi như là nếu mà trong cái trường hợp bạn không có cung cấp đủ cái công ăn việc làm cho cái công ty của mình đó, thì có thể cái vấn đề residency status là cái vấn đề di dân của mình nó cũng sẽ ảnh hưởng tới. Thành thử mình nói là tới 93% mà đầu tư vô để lấy quốc tịch ở Mỹ thì trong cái chương trình gọi là employment based program thì là 93% là người ta đầu tư qua trung tâm vùng. Cái đó là tiện nhất ha, chỉ có đầu tư vô cho vay tiền vô dự án thôi, thì sau đó là tất cả công ty sẽ hoạt động mọi thứ để tạo ra công ăn việc làm. Điểm chính là ở đây là bạn vẫn lấy được thẻ xanh quốc tịch. Cái đó là quan trọng. Thì cái thủ tục nó như thế nào, đúng không? Cái thủ tục nó như thế nào thì cái thủ tục của nó đó là việc đầu tiên các bạn, thì mình là phải nộp cái hồ sơ 526, phải không? Cái thời gian của nó là từ 6 tháng tới 9 tháng. Thì cái này mình không có tính tới Trung Quốc, tại vì Trung Quốc là cái backlog rất là lâu. Và cái thì cái Việt Nam mình cũng trong cái tình trạng backlog, phải không? Nhưng mà mình mỗi nước thì mỗi quốc gia thì mỗi quốc gia thì cái thời gian mình nộp hồ sơ 526 vô thì nó khác với lại những cái quốc gia khác, không có chỗ nào giống chỗ nào, thấy không?
thì tùy cái đó là vấn đề là bạn sẽ nói chuyện trực tiếp với lại văn phòng ở Sài Gòn, văn phòng ở Hà Nội, hoặc là và luật sư của luật luật và tổ hợp luật sư của công ty để cho lấy thêm thông thông tin rõ ràng. Điểm thứ nhất là coi như là từ mình nộp hồ sơ vô, sau khi mà kiểm tra tài khoản là tốt thì từ 6 cho tới 9 tháng, phải không? Phòng cái lúc mà mình bỏ tài tài khoản vô đầu tư. Cái thứ nhì nữa đó là visa application đó, thì nó đi từ 8 cho tới 12 tháng, không? Từ cái lúc mà đầu tư. Thì khi nào mình lấy được thẻ xanh, khi nào mình có thể lấy thẻ xanh tạm thời, mà khi nào mình lấy thẻ xanh vĩnh cửu, thì cái thời gian của nó từ 21 cho tới 24 tháng. Thì bắt đầu mình khi mà mình có, nhưng mà khi mà bạn được chấp thuận cái 526 đó, thì bạn đã có cái quyền công dân để mình coi như là đi lấy thẻ an ninh xã hội và đi làm việc được, và con cái mình đi học bình thường, thì cái đó là cũng đã tốt rồi. Nhưng mà rồi sau đó thì cái thủ tục lấy thẻ xanh đó, thấy không, thì nó khoảng chừng 21 cho tới 24 tháng từ cái lúc mà mình nộp hồ sơ vô đó. Về trung tâm vùng á, là của trung tâm vùng của US Asia Pacific ở tại ở Seattle, Washington. Thì cái mục tiêu của công ty á, là chỉ giúp cho bạn để mà đầu tư vô Mỹ rồi như là lấy lợi nhuận tốt và coi như là cung cấp thẻ xanh cho quốc tịch, cho gia đình và của bạn và con cái dưới 21 tuổi, thấy không? Cho dù là anh em trong tổ hợp làm về bất động sản ở bên Việt Nam đó, thì đây là cái cơ hội rất là tốt để mà mình giúp cho bà con của mình đi đi định cư và như là có song tịch, thì cái song tịch quốc tịch Mỹ và quốc tịch Việt Nam, thì và cái đó là chuyện rất là tốt. Thì mục tiêu ở đây vẫn là cái điểm cuối vẫn là đầu tư với cái lợi nhuận rất là cao, và cái như là rồi sau đó mình sẽ lấy được quốc tịch đó. Thì bây giờ mình chia sẻ với lại bạn về cái thành phố Seattle, Washington đó. Thì cái thành phố mình đã ở đây, mình với lại ba mình, mẹ mình, gia đình, anh em đã đến Seattle từ năm 1993. Thì hiện tại là gia đình của Michael ở đây đó là 27 năm rồi. Thì thành phố Seattle, Washington thì thành phố rất là tốt. Nó nằm ở miền Tây Bắc Hoa Kỳ. Tỷ lệ dân ở đây thì khoảng chừng trên 7 triệu người. Thì cái thành phố trên 7 triệu người, riêng về cái thành phố này thì nó rất là tốt. Nếu mà bạn nghĩ là có một cái nơi nào đó mà để mà đi trượt tuyết và đi đánh golf luôn á, trong một ngày á, là thành phố Seattle. Thì thành phố rất là đẹp, nằm ở miền Tây Bắc. Thì nó ở đây thì có trên 240.000 người ở tiểu bang Washington di cư ở đây. Đặc biệt mình đầu tư vô địa địa ốc, thấy không? Mình đưa tài sản của bạn đầu tư qua Mỹ thì mình phải đầu tư vô một cái địa điểm rất là tốt, thấy không? Thì cũng giống như mình vậy thôi. Mình cũng đầu tư ở bên Mỹ từ trên 21 năm nay là mình đầu tư, thấy không? Và giúp cho hàng ngàn nhà đầu tư ở đây mua bất động sản, cũng như là mượn tiền để mà mua mua bất động sản hoặc là cơ sở thương mại ở đây. Thì mình nghĩ là cái đầu tư đó thì là mình phải nói tới là cái khu vực địa điểm nha bạn. Đầu tư đó là cái giống như là nhà ở quận nhất, quận 2, hay là ở nhà ở trên Đồng Nai và Biên Hòa, hoặc là nhà ở Huế, Đà Nẵng, thấy không? Thì nhà ở Hà Nội, nhà Hải Phòng, Quảng Ninh, thì nói chung là nó khác nhau hoàn toàn, đúng không? Thì cái ăn thua là cái location, là cái địa điểm của mình đầu tư thôi. Nhưng mà riêng về thành phố Seattle, Washington đó, thì ở nơi đây là cái địa điểm đầu tư của nó tốt so với lại những cái thành phố khác ở và những cái tiểu bang khác ở bên Mỹ. Thì có 50 tiểu bang. Thì ở đây á, là cái chẳng hạn như là nói là công ăn việc làm đó, thì bạn thấy có hãng công ty mà sản xuất về máy bay, hàng không dân dụng, cũng như là hàng không về hàng không về về quân sự, phải không? Thì mình nói tới Boeing sản xuất, thì những cái công ty rất là lớn thì nó nằm ở đây, nó tạo ra những cái công ăn việc làm nó rất là cao, rất là cái giá trị cái họ trả trả lương cho công nhân rất rất là cao, và cái lượng làm việc người mà nó rất là lớn, đúng không? Thành ra nó tạo ra những công việc làm nó quan trọng, rất là quan trọng.
Rồi cái công ty thứ nhì đó bạn là công ty Amazon, thì bạn cũng thấy rồi đó, cái thời này nó là e-commerce, đúng không? Buôn bán ở trên trên mạng. Thì cái công ty Amazon thì có trên $1 trillion, đúng không? Bây giờ mình nói tới một cái sức mạnh kinh tế rất là mạnh đó, là trên 1 trillion, phải không? Thì cái con số nó rất là lớn. Rồi mình có thêm một công ty nữa ở bên ngay Seattle, Bellevue, thì nó là công ty Microsoft, đúng không? Microsoft cũng như Amazon vậy, cũng là trên $1 trillion, trên 1 trillion nha bạn. Thì rồi cái sức mạnh kinh tế của nó như thế nào so với một cái địa phương và một cái tiểu bang mà chỉ có 7,3 triệu người, đúng không? So sánh tỷ lệ dân của tiểu bang Washington 7,3 triệu so với lại Sài Gòn của mình, thì mình thấy là cái con số cũng phải là trên trên 14 hoặc trên 16 triệu, giống như là Thượng Hải ở Trung Quốc thì cũng là trên 24 triệu, nguyên một tiểu bang Washington là 7,3 triệu, mà cái nguồn kinh tế của họ nó, kinh tế nó tốt như vậy. Thì Starbucks, nếu mà bạn nào mà uống cà phê thì Starbucks thì bắt đầu từ đây ra, cũng như là Costco, thì cái nền kinh tế thì rất là mạnh, công ăn việc làm rất là tốt, lương cao, lại cộng 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 thêm một điểm nữa đó là họ không có cái state income, cái gọi là thuế của tiểu bang đó bạn. Chẳng hạn như ở ở ở ở, ở Seattle, Washington, nếu mà mình làm được 100.000 cho mình làm cho bất cứ công ty nào, Microsoft hoặc là Amazon hoặc là Boeing, thường thường lương công nhân đó thì chẳng hạn như mình nói là 100.000 một năm, thì mình không có đóng tiền thuế của tiểu bang, cho nên mà thuế tiểu bang đó là 10%, hiểu không? Thì nó là 10% thì nó rất là thuận tiện, rất là tốt. Rồi cái thì trung tâm vùng đó, thì chúng tôi ghi như là cung cấp về những cái đầu tư mà về bất động sản tại Seattle, hiểu không? Thì mình mang những cái nhà đầu mình giúp cho những nhà investor, cái thứ nhất là đồ là để đầu tư, và mang những cái nhóm luật sư tốt, rồi cũng như là dự án tốt, và coi như là trung tâm vùng để mà coi như là mang cái lợi nhuận lại cho bạn, rồi quan trọng nhất là lấy thẻ xanh, đúng không? Đó, thành ra cái quan trọng nhất là lấy thẻ xanh, và dự án phải tiến tới và xây dựng, rồi mình coi như là mình đi theo luật của sở di trú của Mỹ ha. Thì cái trung tâm vùng là như vậy. Làm sao mà mình có thể đưa một cái chương trình đầu tư EB-5 và đầu tư vô địa ốc nó rất là thuận tiện, nó rất là tốt, hiểu không? Đó. Rồi cái thứ nhất là mình coi về cái vấn đề dự án như thế nào, làm sao mang cái nguồn lợi nhuận tốt tới cho thân chủ của mình, ngoài cái chuyện lấy quốc tịch, đúng không? Đó, thành ra cái có một cái tổ chức quản lý về tài chính như là Net Financial, thì quản lý trên 5 tỷ đô la tiền đầu tư ở nước ngoài cho vô chương trình trung tâm vùng. Như là như vậy thì mình cái đội ngũ nó từ địa điểm tới thị trường cho tới ban quản lý về pháp luật, ban quản lý về đầu tư, ban quản lý về xây dựng nhé. Thì mình rất là tự tin, đây là một cái chương trình đầu tư rất là tốt, để mang lại cái kết quả rất là tốt cho khách cho bạn và cũng như là khách hàng của bạn. Thì mình muốn chia sẻ những cái điểm này, nó là như vậy, hiểu không? Thành ra cái mục tiêu của mình đó là mình cũng là một người Việt Nam, mình đi di dân qua Mỹ, mình đi ra khỏi Việt Nam 30 năm nay, đi từ năm 1989. Đó là cái thì mình có một cái giấc mơ, đó là làm sao mình có thể quay lại quê hương của mình, quay lại Á Châu, quay lại Việt Nam. Hồi trước mình sinh ở Đà Nẵng, thì mình mang những cái đầu tư, những cái gì, và mình mang một cái chương trình đầu tư và một cái sản phẩm rất là tốt để mà mình phục vụ, phải không? Tuy nhiên là làm việc ở Mỹ thì mình cũng có những cái thị trường khác mình làm, chẳng hạn như tháng này cũng đi qua Việt Nam, Sài Gòn, Hà Nội, thì mình cũng đi qua Thái Lan và mình cũng đi qua Dubai và những cái nơi để mà phát triển về chương trình đầu tư này. Đó. Thì nhưng mà chủ yếu ở đây mình vẫn tập trung vô đầu tư bất động sản là chủ yếu. Đó. Thì
Trung tâm vùng hiện tại nằm ở Seattle, Washington, địa chỉ ở trên màn hình thì là 17 1721 đường 21 suite 100 tại Seattle, Washington. Như vậy là cái cấu trúc đầu tư là mình nói tới là cái đầu tư như thế nào, cái cấu trúc ra làm sao đây? Thì cái thứ nhất mình nói tới ở đây là mình nói tới cái vấn đề mà thiết lập một cái công ty, thấy không? Thiết lập một cái công ty thì cái bạn nhà đầu tư sẽ bỏ tiền vô trong cái để mà cho vay tiền vào trong dự án. Còn là bắt đầu rồi bên phía quản lý xây dựng đầu tư và lo lo thẻ xanh cho nhà đầu tư, không? Thì mình có cái cấu trúc gọi là limited partnership, không? Thì còn cái người mà quản lý thì lo về vấn đề của xây dựng cũng như là quản lý về bất động sản cho bạn sau khi mà xây dựng xong, và những cái như là cung cấp về lợi nhuận, thấy không? Cung cấp về lợi nhuận cho nhà đầu tư là bạn để mà để cung cấp hàng tháng lợi nhuận cung cấp hàng tháng cho nhà đầu tư, thấy không? Đó thì cái như vậy thì chương trình này đó là nếu mà đầu tư đó thì đầu tư bao nhiêu tiền? Thì đầu tư ở đây thì giống như nói là bây giờ 970.000 ha. 970.000 thì 900.000 là coi như là mình 900.000 là mình đầu tư vô dự án. Đó thì còn 70.000 tiền syndication lệ phí của trung tâm vùng ha. Thì cái chủ yếu ở đây là mình có bất động sản và coi như là mình tạo dựng ra cái mình tạo dựng ra cái đầu tư dài hạn cho mình. Đó thì mình đi qua Mỹ đó là mình phải có, khi mà mình đi sang Mỹ đó thì mình có bất động sản, phải không? Thì bất động sản nó tạo nên cái nguồn thu nhập cho mình. Thì giống như là chẳng hạn như mình nói là ở bên Seattle Washington, ở bên Mỹ này đó, thì một căn hộ 2 phòng ngủ ở đây thì cũng cho thuê một tháng ngay cái khu vực đó cũng là 2 đồng 42 cent một square feet ha bạn. Nếu mà 1.000 mét vuông, nếu mà 1.000 mét vuông là coi như là một, I'm sorry, 1.000 square feet thì đổi ra là 100 mét vuông, 2 phòng ngủ, 2 phòng tắm, thì một tháng mình cũng thuê được có độ 2.400 đồng, đúng không? Nếu mà mình đầu tư mình có 2 căn hộ như vậy mà mỗi căn hộ 100 mét vuông, 2 phòng ngủ mà cho thuê được 2.400 đồng một tháng, thì 2 căn hộ thì mình cũng mang về được 4.800 đồng các bạn. 4.800 đồng mà đầu tư 900.000 chẳng hạn như vậy, thì cái con số đầu tư và cái lợi nhuận thì nó rất là tốt, đúng không? Đó thì cái dự án của Redondo thì nằm ngay trong cái khu vực của trung tâm vùng đó, thì cái dự án này thì hiện tại đó thì địa chỉ của dự án thì nằm ở trên 26915 Pacific Highway South, Des Moines, Washington 98198, đúng không? Thì Redondo hiện tại đó là có văn phòng đại diện ở Hà Nội và cũng như là ở Sài Gòn để cho giúp cho bà con của mình đầu tư sang Mỹ một cách rất là dễ dàng. Đó. Thì những cái căn hộ thì với lại một cái giá trị cao, từ tại vì mình là chủ của Seattle Modern Living, nó gọi là SML. SML thì tại do mình, tại sao mình nói là SML? Tại vì nó là cái Seattle Modern Living. Nhưng mà cái quan điểm của mình về những cái cuộc sống thời đại hấp dẫn đó, thì mình vẫn nghĩ là làm sao để tạo ra một cái building, thấy không? Tạo ra một cái building và cái thế hệ bây giờ là để cho cái dự án này á, ngoài cái chuyện mà địa điểm tốt này, trong thành phố sức mạnh về kinh tế rất là tốt nè, thấy không? Rồi nó nằm ngay trên cái khu cái khu gọi là light rail, coi như là xe điện tốc hành cao tốc mà chạy rất là nhanh đó, thì nó nằm ngay cái light rail station luôn, không? Cho nên là nằm ngay cái gọi là interstate I-5, thì cái địa điểm rất là tốt. Còn riêng về cái Seattle Modern Living đó, là những cái mà nó xây dựng ở đây là phải nói tới vấn đề là gọi là 5-star green build, đúng không? Rồi mình design về vấn đề cửa sổ làm sao mà có thể cửa sổ bằng vinyl, bằng nhựa hai lớp để mà cho nó nhà, để nhà nó ấm cúng. Làm sao mình còn mình làm những cái mình làm nóc nhà như thế nào để mà có thể là cái độ mà chất lượng của nóc nhà có thể lên tới bảo
bảo kê và bảo hiểm trên tới 30 năm, hiểu không? Làm sao mình có thể tạo được những cái hệ thống giống như là làm sao mình tạo cái hệ thống tường. Thì ở bên Mỹ thì bạn biết rồi đó, ở bên đây họ xây bằng giấy dầu đúng không? Họ xây bằng composite material, thì gỗ. Thì cái vấn đề là nhiệt độ ở đây thì nó không như là ở bên Á Châu nhiệt đới như vậy. Thì cái làm sao mình tạo nên một cái căn nhà thiệt là ấm cúng để mà mình khỏi phải để mình tiết kiệm với mẹ trả tiền sưởi hoặc là trả tiền điện các bạn ha. Thì cái đó là cái vấn đề rất là quan trọng khi mà mình là một nhà developer thì mình xây dựng một cái căn hộ, thì make sure là cái căn hộ này phải là chất lượng, và chất lượng rất là cao, phải đáp vấn đề là 5 star green, vấn đề là 5 sao, hiểu không, là cái ngành xây dựng đó. Và cũng như là cái vấn đề là nhà là tạo cái hyper object internet, như là internet với cái chạy rất là nhanh, và cũng như là có những cái nơi mà để cho mình sạc vô xe điện, phải không? Nhưng mà cái dự dự án nằm ngay cái trên khu trung dự án nó nằm như vậy, cái địa điểm như vậy thì rất là tốt, tại vì nó nằm kế bên chỗ light rail là cái như high speed, thì thành ra cái vấn đề là mình có thể dùng xe mình đi du lịch, không thì mình hoặc là mình có thể mình đi tàu điện hoặc đi xe bus, không thì cũng rất là tiện. Thì dự án hiện tại đó thì có 4 cái phần khác nhau. Cái phần thứ nhất là khách sạn, và khách sạn 4 sao Cambria thì xây ở cái vị trí thứ nhất. Còn cái vị trí thứ hai á, là 200 căn hộ. Vị trí thứ ba là 300 à, là 200 căn hộ. Vị trí thứ tư đó là cái như là 200 căn hộ. Thì nếu mà bạn thấy ở trên đó thì một cái phase đầu tiên là 152 căn khách sạn Cambria. Thì Cambria là một 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 thành viên của Choice. Thì Choice khách sạn thì có trên 7.800 cái khu vực khác nhau ở trên nước Mỹ, hoạt động rất là lâu. Thì cái khách sạn này rất cái chất lượng và cái chất lượng rất là tốt. Thì nó nằm trong cái khu vực đầu tiên. Rồi còn cái khu vực thứ nhì đó là trên là 200 căn hộ. 200 căn hộ với modern living đó thì cái tiêu chuẩn rất là cao. Cao là 5 tầng, hiểu là 2 tầng mình đậu xe, coi như là 5 tầng đó là mình là coi như là cái chỗ ở các bạn. Rồi nhưng mà đặc biệt của chương trình này á, đặc biệt của chương trình đầu tư này và cái vị trí của cái địa điểm này á, là nó nằm kế bên, nó nằm những cái căn hộ này nó có cái view về, nó nhìn thấy mặt biển nước nha bạn, thì nó nằm ngay phía sau đó. Thì từ cái lúc mà từ cái căn hộ mà từ đứng từ trên lầu đứng những cái căn hộ thì đa số những cái căn hộ là có water view, là có view của mặt biển thì rất là đẹp ha. Và là coi như là view mặt biển về hướng phía tây và hướng phía đông, còn hư còn riêng về hướng 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 miền Nam, không hướng Nam á thì có núi Mount Rainier. Thì nói chung là như là biển và nước, biển cái như là phong thủy đó, biển nước. Thì vị trí của một cái bất động sản đầu tư của bạn thì nó rất là tốt, thấy không, rất là tốt, nằm ngay khu vực này đó. Thì cái dự án này thì là cái như là cao như là 70 feet ha, thì có cái nhà là 5 tầng, 2 tầng là để đậu xe. Thì cái mình rất là thích cái cách mà đầu tư và xây dựng theo cái kiểu mô hình mới và tân tân thời như bây giờ đó. Thì khi bạn sang đây, khi mà bạn đến Mỹ, mình sẽ nghĩ là bạn sẽ rất là hài lòng về cái khu vực thành phố Seattle Washington, cái dự án đầu tư và cái căn hộ mà của mình đầu tư. Và cũng mong muốn là coi như là nếu mà những cái gì mà nó tốt, nó thuận buồm xuôi gió, thì gia đình cũng có thể lấy quốc tịch, lấy thẻ xanh, lấy green card và lấy quốc tịch ở bên Mỹ đó. Thì cái dự án này thì nói chung những cái mà đây là những cái căn hộ mà công ty của mình đã xây trong những trong nhiều năm qua. Thì bạn thấy rồi đó, thảm ở trên sàn, thấy không, rồi hệ thống, rồi cái hệ thống gọi là thiết kế bên trong thì rất là phù hợp. Bạn thấy không, cửa sổ này, cửa sổ dày 2 lớp chống nhiệt độ ở bên ngoài, thấy không, để giữ rất là tốt. Còn riêng về nhà bếp, đúng không, nhà bếp là những từ tủ lạnh máy giặt,
tủ lạnh, máy giặt, máy sấy cho tới máy máy nướng cũng như là bếp, thì những là những cái mà những cái vật dụng rất là tiêu chuẩn rất là cao. Thì mình rất là tự hào, mà đôi lúc mà mình rất là tự hào về cái dự án như vậy. Thì thành ra là mong là có cái cơ hội mà để giới thiệu cho tất cả những cái bạn bất động sản, làm bất động sản ở Việt Nam, để mang một cái sản phẩm ở bên Mỹ như vậy rất là tốt tới tay cho khách hàng của mình. Thì đó là những cái là mình rất là mong muốn đó. Thì chất lượng ở bên trong thì cái đó mình khỏi nói, thấy không? Có rồi khách, rồi ở bên trong của cái bên trong của chung cư thì có những cái nơi mà sinh hoạt trong cộng đồng, đúng không? Chẳng hạn như là những cái phòng để mà coi như là mình có thể tổ chức sinh nhật hoặc là tiệc tiệc tùng này kia, thấy không? Thì nó rất là tốt, và cái căn hộ với một cái tiêu chuẩn rất là cao, thấy không? Từ cái phòng tắm cho tới cái toilet cho tới cái bathtub, cũng như là cái sàn, cũng như là cửa sổ hay là trang trí ở bên trong thì mình nghĩ là tiêu chuẩn rất là cao, thấy không? Nếu như là bạn đã thấy đó, thì đây là những cái mà là căn hộ tiêu biểu mà mình sẽ cung cấp cho khách hàng của mình. Dạ, thì nó bao gồm luôn á, là mình làm á, là coi như là 20% là hai phòng ngủ, thì có 20% là một phòng ngủ, thấy không? Rồi phần còn lại là mình làm á, là studio, thấy không? Thì tùy theo cái căn hộ mà mình chọn lấy, thấy không? Một phòng ngủ, hai phòng ngủ, studio, thì những cái căn hộ mà nó một trong những cái lập lăng mà mình từ công ty Seattle Modern sẽ xây dựng ra. Đã. Thì cái trung tâm vùng thì địa, trung tâm vùng nếu mà liên lạc với lại chúng tôi đó, liên lạc với tụi này đó, thì anh chị em trong hiệp hội bất động sản Việt Nam đó, thì cứ gọi thẳng tới văn phòng ở bên Mỹ, thấy không? Thì gọi thẳng cho chúng tôi, chúng có cái email và số điện thoại, phải không? Thì gọi thẳng cho văn phòng bên Mỹ. Mà nếu mà còn văn phòng tại Việt Nam á, là hiện tại nằm ở Sài Gòn, thì mở cửa từ thứ hai cho tới thứ sáu, từ coi như là 8 giờ cho tới 5 giờ, tư vấn hoàn toàn là miễn phí. Và còn văn phòng ở Hà Nội cũng vậy luôn. Dạ, thì mình cũng mong là có cái cơ hội để mà gặp gỡ anh em trong cái hiệp hội bất động sản của mình ở Việt Nam. Trong cái đợt mà mình sang Việt Nam, thì mình sang Việt Nam đó là với lại đối tác của mình là ông Mike Meredith, cũng sang Việt Nam với một cái mong muốn là làm sao mà có thể giúp và hỗ trợ cho anh em trong bất động sản, trong cái hiệp hội bất động sản của mình ở Việt Nam, để mà thành công, mà thành công tốt đẹp. Thì Michael với lại May Meredith của mình đó, trong nhóm anh em ở đây á, thì sẽ đi qua Việt Nam từ ngày mùng 9 cho tháng 1 cho tới ngày 12 tháng 1, là tụi này sẽ mời anh em tới văn phòng của mình ở văn phòng ở miền Nam của mình ở Sài Gòn, thấy không? Thì nó văn phòng thì địa chỉ ở đó là coi như là Landmark 81 Building ở Vinhome Central Park, thì số 28 Nguyễn Hữu Cảnh. Thì các bạn có liên lạc số phone là số phone đó, thì số phone có thể gọi từ WhatsApp hoặc là Viber hoặc là WeChat, tùy theo mình gọi chỗ nào. Thì nói chung là mình gọi miễn phí để mà tới, để mà bố trí những cái buổi họp, là sẽ có cái cơ hội mà chia sẻ những cái gì mà nó rất là tốt đẹp về vấn đề đầu tư và lấy lợi nhuận tốt cho khách hàng, cũng như là đầu tư là rồi lấy quốc tịch cho mình hay là cho thân chủ và cho khách hàng của mình, thấy không? Thì mình mong cái cơ hội sẽ là coi như là chia sẻ với các bạn. Và nếu mà mình hòa hợp với nhau, nếu mà mình thấy giống như là đây là dự án tốt, như là chương trình đầu tư chất lượng, và để mà đi định cư qua Mỹ đó, thì mình sẽ có cái cơ hội làm việc với nhau, thấy không? Trên cái tinh thần là một trên tinh thần đó là trung tâm vùng và cái dự án của Seattle Modern Living. Thì đó là coi như là Sài Gòn, thì tụi này sẽ đến Sài Gòn từ tháng Giêng ngày 9 cho tới ngày 12, mong có cái cơ hội đó để gặp các bạn
và mình sẽ đến Hà Nội đó. Văn phòng đại diện Hà Nội của mình đó thì nằm ở ngay chỗ nằm ngay ngay chỗ đường Trần Duy Hùng, thì các bạn cũng liên lạc với văn phòng ở ngoài Hà Nội để mà gặp ban giám đốc ở đó, và anh em để phục vụ cho các bạn một cách rất là tốt, hiệu quả, chất lượng, và làm như thế nào để mà tạo một cái chương trình đầu tư cho khách hàng của bạn dễ dàng hơn. Thành ra mình mong muốn có cơ hội, thành ra cứ liên lạc với văn phòng để mà sắp xếp cái thời gian để mà sẽ gặp các bạn ở tại Việt Nam để mà thảo luận về dự án đầu tư và chương trình đầu tư di dân cho thương gia nước ngoài. Thì như vậy đó, hôm nay mình hôm nay đó thì mình cảm ơn bạn bỏ cái thời gian ra để mà xem cái chương trình đầu tư này. Thì có bất cứ câu hỏi gì đó, mong là có cái cơ hội để mà gặp gỡ anh em, để mà thảo luận thêm. Và một lần nữa đó thì Michael cũng như thay mặt cho tập đoàn của SML at Redondo ở bên Seattle, Washington, cảm ơn anh chị và chúc anh chị có một ngày thật là vui vẻ. Dạ, xin chào ạ.